tất cả các bác và anh em. Có một củ loa duy nhất thôi của thằng Panasonic em nhé. Đấy, Panasonic cái gần nó hơi bẩn tí thôi. Em vừa mới lôi nó kho, em chưa lau chùi. Đấy, nó chỉ bụi bẩn thôi anh em nhé. Đấy, hương còn rất là bền, còn rất là mềm. Bên cao su anh em nhé. Đấy, đánh ok. Đấy, giải mít rất là tốt, loa từ kép luôn. Đấy, cho anh em về chế cháo độ chế gì đó mà thiếu một củ để anh em chế ghép chế cháo độ loa nhé. Đấy, em sẽ đo cái kích thước của cái vành loa cho anh em luôn. Rồi, em sẽ đo, đầu tiên em sẽ đo kích thước hết từ hai cái vành cạnh sắt này nhá. Đấy, để các bác biết được là kích thước nó như thế nào. Hết cái vành ngoài sắt của nó là 11 anh em nhá. Đây, 11 anh em nhá. Là 11. Đấy. Đấy, còn đo tính từ tâm lỗ bát ốc thì nó sẽ tâm lỗ bát ốc thì của nó lại lớn hơn đây anh em nhé, vì chỗ này nó lại vào cua ra, tâm lỗ ốc nó rơi khoảng 11,3 cm. Đấy. Đấy, còn cái vành vòng tròn này của nó là 10 cm, cái vành vòng tròn này nhé là 10 cm. Đấy, còn mỗi một chiếc thôi. Đấy, thì bán lẻ thanh lý cho các bác anh em mua về chế cháo loa. Đấy, nếu có nhu cầu liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Tất cả các loa Panasonic thì đều của Nhật Bản hết em nhé, loa Nhật Bản hết. Con kia mất mất một chiếc rồi, thì em còn mỗi một chiếc thôi, thì em bán cho các bác về độ chế thôi. Đấy, giá củ này em bán là 160.000 thôi, 160.000 bao ship cho các bác luôn. Đấy, các bác chuyển đủ em bao ship luôn các bác nhé. Còn thực ra đơn này nó quá nhỏ cho nên các bác không chuyển cọc gì cả, chuyển đủ luôn cho em 160.000 em bao ship cho các bác. Đấy, về anh em độ chế. Rồi, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiên Audio.